Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khôi Ngọc. Trên tay mình đây là một chiếc Redmi Note 12 Pro. Và chắc hẳn các bạn đã biết đó chính là em này hiện tại đang bán chính hãng với mức giá là 9 triệu. Tuy nhiên, cái mẫu máy mình đang có trên tay đây, hàng full box hẳn hòi nhá, mức giá của nó sẽ chỉ 5 triệu 4 mà thôi. Và nói chính xác giá thì đây là một máy Redmi Note 12 Pro phiên bản sách tay. Tại sao nó lại rẻ như vậy, cũng như là nó có khác biệt nhiều nếu mà so sánh với những chiếc Redmi Note 12 Pro phiên bản chính hãng hay không? Chi tiết hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn nhá. Và liệu là em Redmi Note 12 Pro phiên bản sách tay này nó sẽ phù hợp với ai? Mời bạn đón xem. Và như mình đã nói, Redmi Note 12 Pro này là phiên bản sách tay các bạn nhá. Vậy trong hộp nó sẽ có cái gì? Bởi vì đây là hàng full box. Và mình thấy rằng ấy, về phần phụ kiện của nó thì nó cũng sẽ tương tự như những chiếc máy Redmi Note 12 Pro chính hãng thôi. Chúng ta vẫn sẽ có ốp ở đây nhá. Thêm vào đó, ở đây các bạn vẫn sẽ có sạc nhanh đi kèm, và sạc nhanh này sẽ là sạc nhanh 6-7W. Thế nên các bạn sẽ không cần quan tâm đến việc là chúng ta mua sạc bên ngoài. Mà chưa kể sạc nhanh của Xiaomi bên ngoài ấy, nó cũng sẽ không dễ mua đâu bạn ạ. Thế nên khi mà chúng ta mua máy ấy, có đi kèm sạc nhanh nó cũng sẽ tiện hơn rất nhiều nhá. Về phần phụ kiện ấy thì cũng hòm hòm rồi các bạn ạ. Các bạn sẽ có đầy đủ nhá. Còn về phần ngoại hình thì máy sách tay khác gì máy chính hãng. Thứ nhất đó chỉ là phần mặt lưng, các bạn sẽ thấy rằng với máy chính hãng ấy thì chúng ta sẽ có thêm một số logo đây, kiểu tiêu chuẩn quốc tế các thứ ấy. Còn với máy sách tay ấy chúng ta sẽ không có cái này nhá. Các bạn sẽ chỉ có một phần mặt lưng trắng bóc ở đây. Đây sẽ là sự khác biệt chính giữa máy chính hãng cũng như máy sách tay. Còn lại với những yếu tố khác như cụm camera này, xóa phần cạnh viền các thứ, vị trí vân tay các thứ vân vân đều giống y hệt nhau bạn ạ, không khác biệt gì. Ở phía trên vẫn sẽ là những yếu tố quen thuộc như jack 3.5mm này, loa này, sau đó mic cũng như mắt thần hồng ngoại. Còn ở cạnh trái ấy, thì chúng ta cũng sẽ chẳng có cái gì cả. Thế nên về phần ngoại hình cũng như là về phần tính năng ấy thì mình rằng chiếc Redmi Note 12 Pro chính hãng cũng như là chiếc Redmi Note 12 Pro sách tay nó không khác biệt nhau các bạn ạ. Còn về phần thông số cấu hình nhá thì nó vẫn tương đương, chúng ta sẽ đều có chip đó chính là Dimensity 1080 ở đây. Trong tầm giá khoảng tầm là 5 triệu ấy thì đây vẫn là một chip nó cho đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng bạn với những tựa game như Tốc Chiến hay PUBG Mobile. Tuy nhiên chúng ta sẽ có một chút sự khác biệt về RAM đây nhá. Với phiên bản sách tay ấy chúng ta sẽ chỉ có RAM là 6 thôi, đây là phiên bản bay luôn. Còn với phiên bản chính hãng ấy thì bạn sẽ có 8GB RAM. Còn bộ nhớ trong ấy thì mình rằng nó cũng sẽ tương tự nhau, đều là 128GB cả. Và cái phiên bản máy của mình là máy sách tay ấy thì cũng đã được up ROM quốc tế rồi nhá. Thế nên với những trải nghiệm của mình, tiếng Việt đầy đủ luôn, và chúng ta sẽ không gặp hiện tượng trễ thông báo nhiều mấy em sách tay bình thường khi mà chúng ta vẫn đang chạy phiên bản ROM nội địa. Và như bạn thấy, do là phiên bản này đã up ROM quốc tế rồi nhá, chúng ta có thể tiến hành cập nhật một cách bình thường khi mà chúng ta có phiên bản mới đây. Và thứ hai đó chính là tiếng Việt ấy cũng sẽ có đầy đủ ở tất cả mục, nó sẽ không gặp hiện tượng lỗi vùng chữ hay là khó chịu khi mà sử dụng. Và tất nhiên với những yếu tố khác mình cũng đã check đầy rồi. Cụ thể nhiều bạn sẽ quan tâm đến một cái, đó chính là Wi-Fi L1 nó còn không, thì câu trả lời đó chính là vẫn còn các bạn nhá. Và em máy sách tay này thì nó sẽ tương tự như máy chính hãng nhá. Chúng ta check với Netflix vẫn sẽ có Wi-Fi L1. Và một lợi thế nữa đó chính là khi mà bạn xem những nội dung trên Netflix ấy, nó sẽ hỗ trợ đầy đủ từ HDR10 đến Dolby Vision. Đây là một điều cực kỳ hiếm nếu mà so sánh với những mẫu máy sách tay. Và khi mà so sánh với những mẫu máy Realme ấy, thì lợi thế của những em đó chính là Redmi sẽ là chúng ta có Wi-Fi L1 cũng như là xem được Full HD bạn ạ. Với những mẫu máy Realme sẽ chỉ L3 mà thôi. Còn như mình nói ban đầu ấy, mức giá này thời điểm hiện tại là phiên bản full box nhá, mức giá của nó sẽ là 5.398.000. Và các bạn nếu mà so với những gì nó mang lại thì đây là mức giá tương đối hời khi mà các bạn có một cái màn hình lớn, sau đó là một cái sạc nhanh cũng như là những yếu tố khác. Còn bạn nào muốn mua ấy, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả, bạn dễ dàng tham khảo nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói việc là cái mẫu máy Redmi Note 12 Pro ở trong cái tầm giá này nó sẽ phù hợp với ai. Thứ nhất đó là nó phù hợp với những bạn nào cần cái mẫu máy nó có màn hình đẹp. Bởi vì thực tế màn hình của chiếc Redmi Note 12 Pro này là một trong những màn hình rất đẹp trong phân khúc luôn. Khi mà nói về phần màu sắc cũng như khả năng hiển thị của nó, đây cũng là một trong những màn hình hiếm hoi ở trong cái phân khúc này có 1 tỷ màu bạn nhá. Cái phần màu sắc hiển thị của nó với những app như Display Test ở đây, có thể thấy rằng những vùng chuyển màu của nó cực kỳ mượt mà nếu mà so sánh với những em khác. Và dĩ nhiên với những yếu tố cần thiết của một cái mẫu smartphone thời điểm hiện tại như kiểu màn hình 120Hz vân vân ấy thì em này cũng sẽ đều có đủ nhá, và chúng ta có thể dễ dàng setup trong phần cài đặt đây. Đây là một cái lợi thế của em này khi mà so sánh với những em máy sách tay khác. Chúng ta có Wi-Fi L1, chúng ta có 120Hz, chúng ta có kích thước màn hình lớn 6.67 inch. Đây có thể coi là một cái tiêu chuẩn của Xiaomi ở trong tầm giá này rồi các bạn ạ. Các bạn có thể tùy chỉnh những mức như 60, 120. Tất nhiên là cái mức 60 ấy thì nó sẽ tiêu tốn ít điện năng hơn nếu mà so sánh với mức 120. Đây cũng là một em nó hỗ trợ tốt cho nhu cầu giải trí khi mà các bạn có màn hình AMOLED này, màu đen sâu, cũng như là các bạn sẽ có yếu tố đó chính là loa kép ở cả trên và dưới luôn. Yếu tố thứ hai đó chính là việc pin em này tương đối trâu nha, các bạn sử dụng 8-9 tiếng là một cách bình thường luôn. Khi mà dung lượng pin của nó sẽ là 5000mAh, sạc nhanh 6-7W. Và cái quan trọng nó sẽ được trang bị con chip đó chính là Dimensity 1080. Đây là một con chip dựa trên tiến trình 6 nanomet nhá. Và cái quan trọng đó chính là với những con chip như Dimensity 1080 này, nó không ăn quá nhiều điện năng, thế nên với những thao tác chúng ta sử dụng bình thường ấy, nó vẫn rất là ổn luôn.
Nhưng để nói việc chơi game ấy, thì trong tầm giá này, nếu mà mua hàng sách tay, mình sẽ recommend các bạn một số cái mẫu máy như kiểu là Black Shark 3, sau đó Black Shark 4 v.v. Hoặc chúng ta sẽ mua một số cái mẫu máy chạy những con chip như kiểu Snapdragon 865 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có cái hiệu năng ok hơn. Còn với em này nha, chúng ta có Redmi Note 12 Pro đây, với con chip Dimensity ấy, nó sẽ chỉ có điểm số có tầm 520.000 điểm mà thôi. Em này với những tựa game kiểu PUBG tốc chiến nó vẫn quất được, nhưng nếu bạn muốn chơi hardcore hơn thì mình khuyên bạn chúng ta cứ lựa chọn những con chip kiểu 870, nó sẽ ổn định hơn. Hoặc cùng tầm này các bạn có thể lựa chọn những mẫu máy như Redmi K40 Gaming này thì nó sẽ chuyên vào nhu cầu chơi game hơn. Hoặc một số sản phẩm khác mình thấy rằng hiệu năng của nó cũng tương đối mạnh với chip Dimensity 8100. Một điểm mạnh nữa của em này nếu mà so sánh với những sản phẩm khác cùng tầm, đó chính là chúng ta sẽ có cái cảm biến, đó chính là IMX766 ở đây của Sony. Với các bạn thì đây sẽ là một cái cụm camera với việc trang bị chống rung quang OIS. Thế nên với so với những mẫu máy như Redmi K40S ấy, thì khả năng chụp ảnh này mình thấy rằng nó sẽ có ổn định hơn phần nào, nhất là trong điều kiện thiếu sáng. Bởi vì với cảm biến của Sony ở đây cũng như là việc nó trang bị chống rung quang OIS ấy, thì trải nghiệm của nó sẽ ổn hơn rất nhiều, giúp cho cái trải nghiệm chụp ảnh thiếu sáng cũng như là đủ sáng của chúng ta ấy, ổn hơn rất là nhiều. Bởi vì cảm biến của Sony ấy, khả năng bắt sáng của nó cũng như là xử lý sáng ấy, sẽ ổn hơn. Và với việc chênh đến 4 triệu khi mà so với phiên bản chính hãng ấy, thì mình nghĩ rằng đây là mức giá rất là hời để bạn có thể sở hữu chiếc Redmi Note 12 Pro. Nhưng mình vẫn phải lưu ý bạn nhé, Redmi Note 12 Pro nó sẽ thiên về phương hướng đó chính là giải trí một tí, bởi vì phần màn hình cũng như là phần camera của nó khá là ổn. Trong khi đó phần hiệu năng của nó thì mình cứ khuyên các bạn, đó chỉ chúng ta chơi game ấy, thì bạn cứ lựa chọn Snap cho mình các bạn ạ. Hoặc các bạn tầm này ấy, nếu mà chúng ta chơi game hardcore hơn, các bạn có thể lựa chọn những con chip như Dimensity 8100 nhá. Và các bạn, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bạn về em Redmi Note 12 Pro phiên bản sách tay, cũng như là những sự khác biệt của nó nếu mà so sánh với phiên bản chính hãng ở đây. Em này ấy, thì mình thấy rằng nó vẫn là một sản phẩm tương đối là tốt trong cái tầm giá cỡ khoảng tầm 5 triệu rưỡi đổ lại các bạn nhá. Khi chúng ta xét về những yếu tố như là màn hình, thiết kế cấu hình vân vân. Tuy nhiên, đây không phải là sản phẩm nó quá ngon nếu mà xét phần chơi game. Nếu mà xét phần chơi game ấy, chúng ta sẽ có những mẫu máy như Redmi K40S này chạy 870, hay là những em như Realme chẳng hạn thì nó sẽ ok hơn. Còn em này nó sẽ là một cái sản phẩm mình thấy rằng nó tập trung vào việc màn hình này cũng như là cụm camera tương đối nhiều nếu mà so sánh với những sản phẩm khác. Có các bạn nghĩ sao về em Redmi Note 12 Pro này ở thời điểm hiện tại khi chúng ta mua hàng sách tay full box các thứ đầy đủ luôn nhá. Bạn hãy để lại ý kiến bên dưới. Và nếu bạn đang mua ấy, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả, bạn dễ dàng tham khảo nhá. Đây là hàng sách tay, mức giá của nó sẽ chỉ là cỡ khoảng tầm dưới 5 triệu tư thôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn bạn trong các video sau. Bye bye.